Để mở màn cho đêm nhạc Giáng sinh năm 2016 của giáo xứ Nghi Lộc, con xin trân trọng kính mời cha Giuse Nguyễn Văn Chính sẽ lên phát biểu và chúc mừng đêm Giáng sinh. Xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quý cha. Trọng kính cha quê hương, kính thưa quý hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các quý vị ban ngành, các quý khách xa gần về với giáo xứ chúng tôi hôm nay. Hôm nay giáo xứ Nghi Lộc chúng tôi hòa chung với niềm vui giáo hội hoàn cầu mừng đại lễ Giáng sinh kỷ niệm ngày con Thiên Chúa xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Trước hết con xin gửi lời chúc tới cha quê hương một mùa Giáng sinh an lành thánh đức, một năm mới được nhiều ơn Chúa trong bước đường của cha. Xin kính chúc hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các quý vị ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn con cái Nghi Lộc, người ở nhà cũng như kẻ đi xa, người ở trong nước cũng như hải ngoại, xin Chúa luôn luôn đồng hành trong đời sống hàng ngày của mọi người chúng ta. Tôi xin có lời chúc tới các quý vị lãnh đạo, các cấp chính quyền, quý khách xa gần và tất cả mọi người về với chúng tôi hôm nay. Một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới luôn luôn được thành công. Và giờ đây, tôi xin tuyên bố Giáng sinh 2016, lời tử tình đêm thánh bắt đầu. Chân thành cảm ơn lời phát biểu đầy ý nghĩa và chân tình của quý cha. Và chương trình đêm nhạc Giáng sinh năm 2016 xin phép được bắt đầu. Chúng ta đang chào đón các nghệ nhân, những đôi tay dẻo dai, những vũ điệu nhào lộn, santo tiếp mắt đẹp mắt với những tiếng trống được khuấy lên như tổ đồ, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng háo hức và náo nức trong đêm Giáng sinh. Chúc mừng 2016 của giáo xứ Nghi Lộc. Quý vị và chúng ta đang thưởng thức màn trực tiếp với tiếng trống của giáo họ Giáp Nam, với các gương mặt rất thân quen, với những đôi tay làm lụ ngày đêm trên mặt trận đồng ruộng. Hôm nay sẽ là những đôi tay dẻo dai với những vũ điệu thật là trẻ trung, sôi động, dứt khoát và mạnh mẽ, đang đem đến cho quý vị chúng ta một đêm Giáng sinh thật an bình và hạnh phúc. Thank you.
cả các hệ thống quay camera trên không và mặt đất đang dọi thẳng vào hai đôi tay dẻo dai và dứt khoát với những vụ điệu mạnh mẽ, trẻ trung và năng động đã được trau dồi một cách công phu và kỹ lưỡng. Đến hôm nay vui mừng phấn khởi được đứng trước sân khấu lớn để thể hiện những vũ điệu bài bản và tài năng của mình. Quý vị chúng ta sẽ không quên dành cho họ những tràng pháo tay để chúc mừng. Sau màn trình diện đầy trẻ trung và sôi động của hội nhạc giáo họ Giáp Nam đã được kiều bào nước ngoài và các doanh nghiệp lớn ở California đã gửi về cho hội trống của giáo họ Giáp Nam là 10.000 USD. Chúng ta hãy cùng chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Anh Tuấn, Hồng Nhung, hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã đến với giáo xứ Nghi Lộc của chúng con trong đêm nay. Lời đầu tiên, chúng con xin được gửi lời chào trân trọng và lời cầu chúc bình an đến quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, các vị khách quý cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa và bạn bè gần xa đã hiện diện trong đêm nhạc mừng đại lễ Giáng sinh năm nay. Kính thưa quý vị, Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn nhất hành tinh. Mặc dù đây là ngày lễ để các tín hữu công giáo kỷ niệm biến cố ngôi hai Thiên Chúa giáng trần, nhưng từ bao lâu nay, Giáng sinh đã không còn là ngày lễ dành riêng cho những người có đạo. Với những giá trị vượt ngoài ý nghĩa tôn giáo, Giáng sinh đã trở thành một biến cố lớn lao, đầy vui mừng của một nhân loại yêu thương và khao khát yêu thương. Nguồn ân sủng từ trời cao vẫn luôn tuôn đổ và tràn lan trên khắp hành tinh. Khởi từ một đêm lạnh xa xưa nơi thành thánh Bethlehem. Kính thưa quý vị, ngước nhìn lên sân khấu đêm nay, chúng ta thấy nổi bật một câu kinh thánh được trích dẫn trong tin mừng Gioan: Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Từ ngai tòa trời cao sang, Thiên Chúa đã ngự xuống thế gian, hạ sinh nơi máng cỏ đêm đông, và Ngài đã mặc lấy thân phận thấp hèn của con người để nâng chúng ta lên và chung hưởng niềm vui nước trời cùng Ngài. Trong giờ phút linh thiêng này, vang vọng bên tai chúng ta lời hát vinh danh của các thiên thần năm xưa.
vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Giáo xứ Nghi Lộc thân yêu của chúng ta, trong đêm Giáng sinh hôm nay trở nên lung linh, đẹp đẽ khác thường, muôn tâm hồn gắn kết nên một, cùng đón mừng ngôi hai Thiên Chúa ngự đến. Những lời ca, tiếng nhạc, ngợi ca tình trời và tình người sẽ được gửi tới quý vị qua chương trình Đêm Nhạc Hội 13 mừng Giáng sinh năm nay với chủ đề Lời Tự Tình Đêm Thánh. Kính thưa quý vị, Đêm Nhạc Hội Lời Tự Tình Đêm Thánh sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Về dự chương trình đêm nay, chúng con hân hạnh chào đón sự hiện diện của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Chính. Chúng cho ta cùng chào đón ngài một tràng pháo tay thật lớn ạ. Con xin cảm ơn. Chúng con chào đón sự hiện diện của cha quê hương Gioan Bautista Nguyễn Quốc Tuấn. Ngài vừa mới trở về thăm quê sau những tháng ngày du học tại đất nước Philippines. Và về dự chương trình nhạc hội đêm nay, chúng ta cùng chào đón sự hiện diện đầy trân quý của thầy giám, nguyên làm thầy giám học trường Tiền Chủng Viện Xã Đoài. Chúng ta cùng chào đón thầy một tràng pháo tay thật lớn. Về dự chương trình nhạc hội đêm nay còn có quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ, quý khách xa gần. Bên cạnh đó là sự hiện diện của anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Chúng ta hãy cùng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay thật dài và thật lớn ạ.